What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng hướng dẫn cho các anh em thay switch của con Edora. Ở đây các cái dòng bàn phím của thằng Edora từ EK387, EK3104 hay là EK Pro hay là cả các bản RGB thì đều hỗ trợ thay nóng switch nha các bạn. Cái này thì mình mới biết đây thôi, chứ còn trước đây thì mình cũng không thấy hãng đề cập đến. Tuy nhiên mình đã mò được cái cách để thay cái switch của em này. Thì em này cái bảng mặt của nó đã hỗ trợ là thay nóng switch từ lâu rồi, từ lúc sản xuất luôn á. Thì bây giờ nếu như mà các anh em muốn thay switch thì tất nhiên là các em phải gỡ cái cáp ra trước. Sau khi gỡ cái cáp ra thì chúng ta sẽ dùng cái nhổ switch này để thay. Đây là một trong những thứ mà không thể thiếu được nếu mà mình muốn thay switch. Mình có thể dùng nhiều thứ khác nhưng mà nó sẽ khá là nguy hiểm và nó rất là dễ hư hại đến cái switch này. Tốt nhất là chúng ta nên dùng một cái nhổ switch này, nó cũng rẻ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn cách thay switch nhé. Rồi ở đây mình đã có một chiếc bàn phím EK3104 mà mình đã tháo hết keycap ra rồi. Để thay switch thì như trước đây mình có hướng dẫn cho một cái clip thay switch, thì chúng ta sẽ luồn hai cái ngàm này xuống phía dưới cái chân của switch ở giữa đây, rồi sau đó chúng ta sẽ nhổ lên. Đó, đấy, rất là đơn giản. Thì do cái bảng mạch này nó có hỗ trợ thay switch nóng, để mình zoom lại gần cho các bạn coi nha. Đó, thì ở phía dưới bảng mạch chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có hai cái lỗ để mà cắm hai cái chân của con switch vào. Về mỗi cái switch cơ thì nó sẽ có hai cái chân switch như thế này. Về cơ bản thì một cái switch nào nó cũng sẽ có hai cái chân cắm như thế này. Đó, để mà nhận tín hiệu vào trong cái bảng mạch. Thường thì nó sẽ hàn hai cái chân này vào trong cái bảng mạch luôn. Tuy nhiên thì một số cái bảng mạch thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta có thể rút lên và cắm lại được. Giống như là cái bảng mạch của con Edora đây. Và các cái switch khác thì nó cũng đều có hai cái chân như vậy. Đây, switch của Gateron, Dead Switch hay là Brown Switch. Đây. Thì các bạn cũng thấy là nó đều có hai cái chân cắm như vậy. Đó, nếu như các bạn mua ở trên switch ở trên thị trường mà có hai cái chân cắm như vậy thì đều có thể thay được cho con Edora nhé. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý là để các bạn thay được cái switch này cho cái bảng mặt của con Edora. Thì như các bạn đã thấy thì đây là cái chân switch của con Edora. Còn đây là cái chân switch khác. Thì hai cái chân này nó khác nhau ở một chỗ, đó là con này nó sẽ nhỏ hơn một chút so với con này. Nếu như mà chúng ta muốn thay con mới vào thì chúng ta phải bắt buộc là phải vuốt nhỏ cái chân này lại. Chúng ta có thể dùng cái mài hoặc là dùng cái dũa móng tay ấy, để mình mài nhỏ lại. Hoặc là mình sẽ dùng kim để mình bấm nhỏ lại. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái nhé. Chúng ta sẽ dùng một cái kim như thế này. Chúng ta có thể dùng kim to hơn, nhưng mà lưu ý là cái đầu của nó phải phẳng như thế này nhé. Và chúng ta sẽ bóp một cái chân. Cái chân nào mà các bạn cảm thấy to hơn thì chúng ta sẽ bóp nó nhỏ lại. Rồi, như các bạn đã thấy là mình đã bóp nhỏ cái chân của con switch Gateron này. Thì cái chân bên này nó đã nhỏ hơn rất là nhiều so với lúc đầu rồi. Thì chúng ta có thể cắm vào thoải mái. Còn nếu như mà các bạn để to thì rất có khả năng là khi mình cắm vào nó sẽ bị cong cái chân. Sau khi mình bóp vào thì hai cái chân của hai con switch này nó có kích thước tương đương nhau rồi. Lúc này thì mình có thể cắm vào bảng mạch một cách rất là dễ dàng. Khi mình cắm vào thì chúng ta vẫn cứ cắm thẳng trực tiếp từ trên xuống và để góc 90 độ như thế này. Rồi sau đó chúng ta ấn mạnh vào. Đó. Nếu như chúng ta khi ấn vào mà nó không bị kênh, tức là hai bên này không có bên cao bên thấp, hoặc là bị bập bên, thì chứng tỏ là cái chân nó đã vào hết cỡ rồi và nó đã ok. Còn nếu như mà chúng ta cắm mà một bên nó cao hơn hoặc là một bên thấp hơn và nó sẽ bị lung lay như thế này á, thì chứng tỏ là cái chân này nó đã bị vênh hoặc là bị cong, chúng ta phải nhổ lên và thay lại, hoặc là mình phải vuốt nhỏ hơn một chút nữa, uốn lại cái chân nhé. Rồi, tương tự mình sẽ thay cho các cái phím ở bên cạnh đây.
Các bạn nên nhớ là sẽ có một vài cái trường hợp là cái switch của mình sẽ là switch rã hàng từ các cái mặt cũ ra, ví dụ như con Cherry switch ở đây. Đây là con Cherry mà mình rã hàng từ một cái bàn phím cũ, và chân của nó sẽ có những cái thiếc hay là cái chì vẫn còn dính ở trên chân. Thì các bạn lưu ý là nhớ vệ sinh thật kỹ, và cũng như là khi mình bóp vào thì nó cũng phải kỹ càng hơn một chút, tại vì rất là dễ bị hư chân. Và đồng thời là nếu mà các bạn muốn kỹ hơn nữa thì các bạn tốt nhất là nên dùng cái mài nhá, chà, để mình mài cho nó an toàn hơn. Ok, như vậy là mình đã thay vào khá là nhiều cái switch khác. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách thử các switch này. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách test các switch này, thì tốt nhất là các bạn cứ để nguyên như vậy rồi hẳn lắp keycap vào, từ từ hẳn lắp keycap vào. Thì bây giờ mình sẽ cắm bàn phím vào trước. Ok, như các bạn đã thấy thì một số cái switch mà nếu như cái housing của nó, tức là cái này màu trắng, thì nó sẽ xuyên led qua được như thế này. Còn một số cái như cherry thì do đây là led dưới mặt cho nên là sẽ không có xuyên qua được, thì các bạn lưu ý nhé. Thì nếu như mà các bạn lấy switch cherry mà hộp đen như thế này thì nó sẽ không có xuyên led qua được đâu. Còn những cái switch cherry mà có cái dạng cherry RGB á, thì cái bọc ngoài của này của nó cũng sẽ màu trắng, thì các bạn có thể thay được thoải mái và led nó vẫn xuyên qua bình thường. Thì như các bạn thấy là để như thế này chúng ta sẽ không có kiểm tra được nó có ăn hay không, chúng ta sẽ chuyển sang một cái chế độ đó là bấm phím nào sang phím đó. Đó. Đây, chúng ta đang ở chế độ đó là bấm phím nào sang phím đó đây. Thì lúc này chúng ta sẽ bấm các cái switch đã thay. Nếu chúng ta bấm mà nó ăn thì chứng tỏ là cái switch đó đã hoạt động ok. Còn nếu như chúng ta bấm mà nó không có tác dụng gì thì chứng tỏ cái switch đó nó chưa có ăn. Thì chúng ta sẽ rút lên và thay lại hoặc là chỉnh lại cái chân nhé. Như cái này là mình thấy có con này chưa ăn này, con cherry này cũng chưa ăn này. Đó, mình sẽ thử lên lại. Ok, thì sau khi mình đã test lại thì các cái con switch này đều ok cả, chỉ riêng con cherry này thì nó hơi bị lag một chút, tức là lúc mình cắm vào thì nó vẫn có nhận nhưng mà nó sẽ đứng im luôn, cho nên mình sẽ quyết định là thay bằng con khác thôi chứ không sử dụng cherry nữa. Đó, mình sẽ thay bằng một con brown của Gateron. Ok. Đó, thì như các bạn đã thấy là sau khi lắp vào mình sẽ test lại một lượt xem các switch này nó đã nhận tín hiệu hết chưa. Đó, thì nó sẽ đỡ tốn hơn thời gian là khi các bạn lắp hết keycap vào, và nếu như lỡ nó bị hư thì chúng ta lại phải thay lại switch một lần nữa. Đấy, chúng ta cứ thử test đi test lại cho chắc ăn. Nếu mà ok rồi thì chúng ta sẽ lắp keycap vào như bình thường. Và để tốt nhất thì mình sẽ khuyên các bạn là nếu như mà muốn thay switch cho con Idora này thì tốt nhất các bạn nên đợi là con Idora này nó ra các cái switch để bán lẻ thì mình có thể thay dễ dàng hơn. Còn nếu như mình dùng switch bên ngoài thì sẽ có một số switch nó không vừa, như ví dụ như con Cherry này thì nó rất là dễ bị hư cái mặt cũng như là bị hư cái switch. Thì ví dụ như mà nếu mà các bạn đang muốn thay từ brown, từ blue sang brown hoặc là từ blue sang red, thì các bạn có thể mua các cái dòng switch của chính hàng Otemu luôn, thì mình thay nó sẽ dễ dàng hơn và cũng đỡ mất công phải bóp các cái chân lại. Cái này thì mình cũng nghe tin là thằng Idora nó sắp bán lẻ các cái switch để mình thay rồi. Và trong trường hợp mà nếu như mà các bạn bị double click hay là có thể là bị không nhận tín hiệu thì các bạn cũng có thể gỡ switch ra và kiểm tra lại. Nếu như mà mình gắn lại mà nó vẫn hoạt động bình thường thì là ok rồi. Còn nếu như mà chúng ta gắn lại mà cái switch đó không nhận thì chúng ta có thể thay cái switch ở vị trí khác. Ví dụ như chúng ta có thể lấy thay những cái nút mà mình không sử dụng đến, ví dụ như là nút P up, P down hoặc là nút scroll lock chẳng hạn,
thì chúng ta có thể thay qua con này. Đó là cái giải pháp tạm thời thôi, thì tốt nhất là mình vẫn cứ nên gửi đi bảo hành để họ thay luôn con switch mới cho mình. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thay switch của con Idora khá nhanh và tiện lợi. Nếu như mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ để lại một like, share và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.